Một trong những thông tin nóng hổi về tình hình chuyển nhượng tại V-League phải kể đến bản hợp đồng mang tên Tăng Tuấn của câu lạc bộ Xổ số Kiến Thiết Cần Thơ. Ở mùa giải trước, trong màu áo của FLC Thanh Hóa, Tăng Tuấn ít được ra sân và không thể hiện được nhiều ở đội bóng quê hương. Nhưng rất có thể mọi chuyện sẽ khác khi Tăng Tuấn gặp lại người thầy cũ ở Hoàng Anh Gia Lai là Đinh Hồng Vinh tại bến đỗ mới. Ngoài Tăng Tuấn, Xổ số Kiến Thiết Cần Thơ còn đang thử việc với một gương mặt ngoại binh khá ấn tượng là Henry Sakien, cầu thủ đã được kiểm chứng trình độ và khả năng chơi bóng tại V-League khi khoác áo Sông Lam Nghệ An ở nửa đầu mùa giải trước. Không chỉ có Xổ số Kiến Thiết Cần Thơ, SHB Đà Nẵng cũng đang có cho mình những phương án cầu thủ ngoại khá chất lượng. Trong trận đấu giao hữu sắp tới với câu lạc bộ Yokohama FC trên sân Hòa Xuân, huấn luyện viên Minh Phương sẽ thử việc ba gương mặt ngoại binh, đó là tiền vệ Josip Zeba đến từ Croatia, từng chơi bóng tại Romania ở mùa giải năm ngoái. Trung vệ Rosatadin Douglas đến từ Brazil mùa trước còn thi đấu cho đội bóng hạng tư của Thụy Sĩ. Và đáng chú ý nhất là trung vệ Brandon Mackie McDonald, tuyển thủ quốc gia đảo Guam, từng tham dự vòng loại World Cup 2018 và từng khoác áo Los Angeles Galaxy vào mùa giải 2008. Ngoài những thông tin chuyển nhượng đáng chú ý, thì buổi lễ bốc thăm và xếp lịch thi đấu của V-League, giải hạng nhất quốc gia và cúp quốc gia năm 2018 cũng là chủ đề được người hâm mộ quan tâm. Theo thông tin mới nhất, buổi lễ sẽ được diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 22 tháng 1 tại thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham gia của đội bóng mới lên hạng là Nam Định. Hy vọng V-League năm nay sẽ có những trận đấu hấp dẫn ngay từ những vòng đấu đầu tiên.